Anh em tốt của tôi, Lý Mao Mao, là một người thích ăn trực uống trực. Bình thường mặc kệ nhà ai ăn cơm, đều sẽ chạy tới ăn vài miếng, quầy thật thơm ngon. Không hiểu tại sao, hắn chỉ cảm thấy đồ đạc nhà người khác so với nhà mình ngon hơn. Chính vì điều này, mọi người trong thôn đều không muốn gặp hắn, Lý Mao Mao cũng không cho là đúng. Thẳng đến một lần, lại đi đến nhà hàng xóm ăn trực, đèn thay gặp ngay anh Tập Kim, đánh đến mặt mũi bầm dập mới có chút sợ. Bạn cùng thôn A Long thấy vậy liền nói: "Bây giờ ngươi vẫn còn nhỏ, làm chuyện này rất dễ bị đánh, đợi ngươi lớn lên thì không sao rồi." Lý Mao nghe xong liền cảm thấy rất có lý, sau đó lập tức trở nên rất ngoan. Cho đến khi Lý Mao lớn lên, căn bệnh ăn trực uống trước bắt đầu trầm trọng hơn, mỗi lần ăn xong không quên mang về, còn mặt dày nói: "Bây giờ tôi đang phát triển thân thể, mang về nhà, đợi đêm đói tôi ăn." Sau đó chuyện này được mở rộng, nhà nào cũng phải đến thăm. Vì Lý Mao thường xuyên ăn trực, cho nên người trong thôn vừa nhìn thấy hắn ra ngoài, bèn nhanh chóng đóng cửa. Thấy thế Lý Mao đứng ở ngoài cửa mắng to: "Đám người các ngươi thật quá đáng, nếu không phải đồ ăn nhà các ngươi làm thơm ngon, ta cũng không tới." Lúc này bụng đang đói đến kêu ùng ục, không có gì ăn. Hắn lẩm bẩm: "Tiếp tục như vậy không được, tôi phải nghĩ ra cách." Vì thế hắn đem ánh mắt đặt ở chỗ chôn người chết, đi tới mộ phần phía sau thôn, người đã không còn, bày ở chỗ này cũng không ăn được. "Ta giúp các ngươi ăn vậy." Ông già đi ngang qua thấy vậy bước tới ngăn cản: "Ngươi làm như vậy là thiếu tôn trọng người chết, mau đặt mọi thứ trở lại chỗ cũ, nếu không muốn gặp tai họa." Đối với ý tốt của ông già, Lý Mao không cho vào tai, còn nói: "Ông có tin ta có thể đưa ông xuống làm bạn với bọn họ không?" Ông lão thấy không cách nào ngăn cản, thở dài liền xoay người rời đi. Sau đó Lý Mao đều lục soát một lần, có thể mang đi đều toàn bộ mang đi. Đến buổi tối, Lý Mao nằm trên giường, bỗng nhiên cửa phòng đột nhiên dâng lên một loạt sương mù, sau đó xuất hiện rất nhiều bóng đen. Nhìn không rõ mặt, nhưng xung quanh lạnh lẽo, Lý Mao tức giận nói: "Ta không quen các ngươi, đồ ăn nhà ta không ngon, các ngươi nhanh chóng đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại cho ta." Lúc này một bóng đen đột nhiên thổi một hơi lạnh, trong nháy mắt Lý Mao đầu váng mắt hoa, mất đi ý thức, bị mấy bóng đen kia đưa đến sau núi. Vừa đặt xuống, hắn lập tức tỉnh lại, sau đó vô số bóng đen từ trong bóng tối xuất hiện: "Ngươi ăn đồ của bọn ta, làm cho bọn ta không có gì ăn, vậy ta sẽ ăn ngươi bù vậy."